sao chú ấy, ở đây toàn kiểu tóc nam làm sao, cháu muốn cắt tóc nữ mà. Ở đây chỉ cắt tomboy thế đó. Thôi được rồi, cháu... À, thôi cũng được, để cháu chọn kiểu ông chú cắt cho cháu nhá. Ở đây cái kiểu tóc này đi, hai phết đi, 150 đô cho rẻ chú ạ, cắt đi. Ok, đây, mệnh. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Chúng ta đến với loạt series Free Fire nhưng rất GTA. Vâng, và mình là nhân vật Kelly đây mọi người. Ngày hôm nay thì có một cái thằng bạn thân nó bảo là bây giờ là tôi đến nhà nó để đua xe đạp. Mình ăn vớ vẩn thế anh em ạ. Hai thằng đều có mô tô cả, nhưng mà nó lại không thích đua mô tô. Nó bảo là chạy mô tô bây giờ đua xe nó ăn xăng lắm. Thế nên là đấy, thằng bạn tôi bây giờ tôi phải đến nhà nó. Nó bảo là mấy anh em hôm nay tổ chức đua xe đạp cho nó khỏe người. Đấy, thể dục thể thao anh em ạ. Ui mẹ ơi chết rồi, tôi đã phá hỏng mất mấy cái hàng rào đây. Chắc không sao đâu anh em ạ. Mà quan trọng mê à gì, mình làm chung cơ mà. Ngại gì anh em, dăm ba cái hàng rào đền tiền. Tôi hơi bị dích anh em ạ. Ok chưa? Đây. Vâng, và có ba thằng bạn già lâu lắm mình mới gặp. Hôm nay chúng nó rủ tôi và mấy thằng với nhau đua xe đạp, đậu xanh. Ok, có 4 chiếc xe đạp à? Vâng, và chúng nó phá con mẹ luôn xe anh em ơi. Để cho là không có thằng nào gian lận chạy xe ô tô. Đã bảo rồi đua xe đạp à? Tôi đâu có chơi bẩn vậy đâu, các ông lại làm thế. Ôi mẹ ơi, chúng nó chạy trước này. Ây, từ, phải làm quen anh em ơi. Wow, mẹ bốc đầu, Kelly bốc đầu xe đạp ấy, các ông thấy chưa? Trình độ lái xe của tôi. Đấy, phải thử phanh nhá. Đó, thử phanh, phanh hơi bị ăn anh em ạ. Rồi nhá. Thế này, anh lạng lách đánh võng thì các chú cứ phải gọi là thôi rồi nhá. Này, các ông nhìn tôi nhá, đánh võng hơi bị điều luyện luôn nhá. Ui rồi, ôi trời ơi, chết mẹ ơi. Anh ơi, xe không sao đâu, em tông nó chỉ sức nhẹ. Tông vỡ con mẹ đầu đèn xe nhà người ta. Ui mẹ ơi, cái thằng ô tô mất dạy nhá, đang đua xe đạp. Rồi ok, sau quá trình đua xe vật vã từ sáng tận tối, cuối cùng là chúng tôi đã đi được một vòng. Mấy cái thằng rơm rơm ấy. Đấy, tôi đua xe nó phải về đầu tiên cơ ông ạ. Này, mấy cái thằng này trình độ gì bằng được Sĩ Kẹo. Ok, ôi mẹ, nó thể hiện trình độ phanh của nó. Ui dồi, chẳng qua là chị không thích thể hiện thôi. Bây giờ nhá. Đúng rồi, cơ bản anh em lâu ngày mới gặp, nhưng mà thôi, thằng này nó có vợ con này, tôi sẽ vào quán rượu một mình anh em ạ. Đấy, nó phải tốt bụng như thế cơ mà anh em ạ. Đấy, lâu lâu anh em hàn huyên, nhưng mà thôi, một mình tôi uống rượu được rồi. Thằng kia kệ mẹ nó, tí cho nó lái xe anh em ạ, không là bị công an xích đấy. Người lái không được uống rượu đâu. Vâng, tôi quay trở lại quán rượu. Quán này kiểu như là có cả bia này, mấy cái máy chơi game này. Ồ, xịn sò nhở. Ồ, xịn đấy nhở, xịn này. Đập mẹ luôn. Nhưng mà hình như là tôi đập cái này là vô ích các bạn. Mình không phải đập được cái máy điện tử á. Mày ở chủ quán đâu? Này, bây giờ mày có bán rượu cho bố mày không? Một chai Chivas 18, nhanh. Mẹ mày, chị mày đang thèm rượu, bán cho tao trước. Thằng áo cam kệ mẹ nó đi. Mẹ, con này trông mặt nó cứ vinh vinh anh em ạ. Kiểu như là lâu rồi không bị ăn đòn à. Con mẹ mày, bán rượu này. Đã bảo bán cho chị Kelly thì không nghe. Chết thẳng cẳng luôn. Tao sẽ đập phá quán của mày nhá. Làm ăn mất dạy. Hôm nay chị đại Kelly đến ấy, tiếp không tử tế ấy, mà hai chai rượu ấy, đập nhá. Ui mẹ ơi, đập mãi mới được anh em. Chán vãi. Thôi, nghỉ. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với chương trình đập chai. Khó khăn vãi mẹ. Cứ đập quả chai cuối cùng là khó vãi anh em ạ. Ui dồi, cái đấy. Mẹ, ok, mãi cũng xong. Cái thằng áo cam nhá, lúc nãy con phục vụ bán cho mày trước à? Đúng không? Ồ, mày được bán trước á, ưu tiên này. Ưu tiên con mẹ mày, vỡ mẹ mông này. Đã bảo này, không nghe này. Dám mua rượu trước chị Kelly là không ổn nhá, được chưa? Tao hôm nay đập phá nát cái quán này. Không để cho làm ăn kinh doanh gì hết nhá. Được chưa ạ? Nhá, không thằng nào được đến đây, hiểu không? Quán làm ăn mất dạy mày. Mẹ con đi này. Mày thấy tao giết người, tao đập quán này mày không gọi cảnh sát à? Con này, mẹ mày có vấn đề về thần kinh à? Nhìn bố mày này, nhìn đi. Mẹ khốn nạn này.
hỗn này, láo với chị Kelly là không ổn đâu nhá mẹ. Sợ chưa? Nát mẹ vú rồi. chạy nhanh, không công an đến anh em ạ. Ui, thật ra công an đến thì mình cũng méo sợ anh em ạ, bởi vì là mình là chị đại Kelly cơ mà. Đấy, nó phải như vậy. Được rồi nhá, đi. Tôi lên trên này. Hôm nay tôi tổ chức cái đêm nhạc hội ở đây cho anh em gọi là DJ nhảy múa các kiểu ngoài trời. Đó. Các bạn thấy không ạ? Đây này, mấy anh công an mà đang nhảy rất là sung ở phía sau nhá. Được chưa ạ? Uầy, ngay cả đội ngũ Grab mà áo xanh lẻ mà nhảy cũng rất chất lượng nhá. Đó, anh em thấy không ạ? Đêm nhạc hội mấy chú công an ấy cứ đứng nhảy trên này, anh em ngầu không ạ? Nó phải là như thế đó. Mấy anh em ấy đang bận bay lắc cả rồi, tôi có đập phá cái quán kia cũng chẳng ai quan tâm đâu. Nên là anh em cứ yên tâm, không phải lo nhá. Ai, thôi đi chỗ khác chơi anh em ạ, quẩy đấy chán chê rồi. Bây giờ tôi muốn là phải đi cắt tóc đã anh em ạ. Đó, cho tóc nó gọn gàng. Lâu nay không cắt tóc thì tóc nó lại tốt quá anh em ạ. Rồi nhá, thằng đệ, đợi anh ở ngoài. Bây giờ anh vào trong quán này anh cắt tóc cho chú hiểu không? Nhá, canh xe cẩn thận tí, nào ăn trộm xe nó giết chết cụ mày, được chưa? Đó, quán này trông có vẻ chết mẹ ơi, trông quán bẩn vãi trưởng ơi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc không sao đâu, thợ ở đây nghe bảo cũng tay nghề cao, được ông anh giới thiệu cơ mà. Rồi chú ơi, bây giờ cháu chọn kiểu tóc đúng không nhỉ? Sao chú ơi, ở đây toàn kiểu tóc nam làm sao, cháu muốn cắt tóc nữ mà. Ở đây chỉ cắt tomboy thế đó. Thôi được rồi, cháu thôi cũng được, để cháu chọn kiểu chú cắt cho cháu nhá. Ở đây cái kiểu tóc này đi, hai phết đi, 150 đô cho rẻ chú ạ, cắt đi. Ok, đây mệnh. Thế nào chú cắt cháu ơi, ra thành này. Đẹp mợ, quán như đờ bờ. Mẹ hiểu sao ông anh giới thiệu cho quán. Nhưng CC ấy,